Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kim Xuyên Lạc. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu tua đinh của thương hiệu Gian, dòng Gian X-Cap R3. Thì đây cũng là một trong những dòng Gian X-Cap khá là phổ thông, dành cho những bác đi xe đạp khu những cái dòng khu đường băng. Với cái tông màu đỏ cờ. Bây giờ xin mời nhà tài xế chiếc xe. Vâng, trên khung hình đây là mẫu dòng Gian X-Cap R3. Thì thường các bác thấy những dòng Gian X-Cap R3 thường xuất hiện ở những dòng xe bãi Nhật. Thì lai em về một chiếc Gian X-Cap R3, model đời mới hiện tại bây giờ, với cái tông màu đỏ cờ. Thì đây là một trong những dòng Gian tua đinh thế hệ đời đầu, khá là phổ thông và rất là bền bỉ theo thời gian, dành cho những bác đạp xe đạp thể dục thể thao nhẹ nhàng trong những cái cung đường phố hoặc là những cái khu chung cư. Tông màu là tông màu đỏ cờ, khung làm từ hợp kim nhôm alloy X, vẫn là hợp kim nhôm sơn nhẹ đặc quyền của chính hãng của Gian. Thì so với những cái mẫu thế hệ dòng Gian X-Cap R3 thế hệ bây giờ thì trước và thế hệ trước đây của dòng Nhật bãi thì không khác nhau là mấy. Mã QR code chính hãng của dòng Gian. Tổng thể xem đánh giá tầm 85% xe. So với một mẫu Gian dòng X-Cap R3 thế hệ bây giờ và dòng bãi Nhật thì chiếc xe này cũng là khá là đẹp rồi. Đây cũng là một trong những dòng Gian tua đinh bán chạy nhất của thương hiệu Gian, mà thế hệ xưa dùng rất là nhiều. Các bác dòng đi thương hiệu dòng xe đạp Gian X-Cap thường sử dụng dòng Gian R3. Và giá thành của xe cũng rất là tốt, so với phù hợp các bác thể luyện sức khỏe để đi những cái cung đường chung cư hoặc là thể dục thể thao nhẹ nhàng thì rất là phù hợp. Khung làm rất là nhã nhặn so với tư thế người ngồi. Đây là một cái mẫu lý tưởng cho mọi lứa tuổi, trung niên và có thể là tầm trung niên hay là phụ nữ đều đi được, nam nữ đều đi được. Cũng là tông màu đỏ cờ, cổ phốt đi đông chính hãng của Gian. Tay lắm cao su chính hãng nguyên bản theo xe. Sản trang bị với tay bấm xả 8 tầng lip chính hãng của Shimano, cũng từng đĩa. Cổ phốt kia đông rất là sáng, màu xe rất là sạch xe. Nó phải là trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano. Và cũng là so với thế hệ trước đây thì cái dòng X-Cap R3 đời mới hiện tại bây giờ cũng sử dụng với cụm phanh V đằng trước, vẫn giữ nguyên cái nét độc đáo của dòng Gian X-Cap R3, không hề thay đổi, càng còn rất là đẹp. Mã vạch chính hãng của dòng thương hiệu Gian bản theo xe, vành chính hãng của dòng Gian X-Cap, vành nhôm hai lớp. Lốp Maxim, kích thước lốp 700x28C, một cái chất lốp cơ bản của những dòng xe tua đinh. Cọc kiên cũng rất là sáng, chính hãng của dòng Gian X-Cap. Kiên rất là êm, kiên dày hơn so với những mẫu kiên thông thường của dòng tua đinh khác, các bác ngồi rất thoải mái gọi như thế. Cục phanh sau là cục phanh V. Bùi đĩa 3 tầng, có một cái miếng trắng la tu gạt đĩa ở ngoài cho các bác. Gạt đĩa của Shimano Tu Lây, phủ đề Shimano Antut. Trang bị với 8 tầng lip chính hãng của Shimano.
đằng sau sử dụng với vòng vành vành của nhôm, vành nhôm hai lớp nhãn của dòng Gian X-Kép, lốp Maxim 700x28C, màu đỏ này rất là đẹp, em cũng rất là ưa thích những cái tông màu nổi bật vàng, đỏ và đen, ba cái tông màu chủ đạo của dòng xe đạp thể thao. Thường thì các bác sử dụng trong những thời gian xe đạp đi trên những cung đường bằng phẳng, đường phố hoặc là khu chung cư, và thể thao thể dục nhẹ nhàng thôi, thì đây cũng là một cái dòng xe dòng Gian X-Kép rất là bền bỉ, rất là phù hợp cho các bác, và giá thành rất là tốt. Chiều cao đứng của khung xe là size S, và bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Chiều cao đứng của xe là size 47, thế là các bác cao từ 1m6 đến trên 1m7 đi vừa. Và bây giờ xin bảo là chi tiết hoạt động của xe. Lên lip đây, rất là dễ dàng sử dụng, để dọn có dòng dòng và tích kết, xuống lip rất là trơn tru mượt mà. Bên phải em một trang bị với 3 tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa. Rất là dễ dàng sử dụng. Và vẫn giữ nguyên cái nét phổ biển của dòng dòng Gian X-Kép R3 là cái cụm phanh V đằng trước, không khá là khác biệt so với những mẫu dòng Gian X-Kép R3 trước đây của dòng Nhật Bản. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể trong chiếc Touring dòng Gian X-Kép R3. Và xe giá rất tốt bên nhà là 5.9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bạn nào quan tâm đến hãy qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Hẹn các bạn trên ngày mai.